Phần cuối thông tin trong nước, trong tỉnh là một chia sẻ về vấn đề y tế. Thưa quý vị, bệnh lý liên quan đến thận có thể xảy đến với bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Bệnh thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, đến khi có dấu hiệu bất thường thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, phải gắn liền với lọc máu để duy trì sự sống. Điều đáng báo động là bệnh lý về thận hiện đang xảy đến với nhiều người trẻ. Chị Nguyễn Thị Ánh Ngân ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện Vũng Tàu từ hơn 3 năm nay. Lúc chị Ngân chỉ mới 24 tuổi. Trước đó nhiều năm, chị Ngân thường thấy mệt mỏi, chóng mặt. Nhưng cho đến khi sức khỏe càng ngày suy kiệt, chị Ngân mới đi khám ở phòng khám tư và ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Vũng Tàu. Tại Bệnh viện Vũng Tàu, qua các xét nghiệm liên quan, kết quả, chị Ngân bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu nhân tạo định kỳ. Em chỉ nghĩ là em mệt, em quá sức, em đi làm việc quá sức thôi. Đặng An Nhật ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, năm nay mới 18 tuổi, nhưng đã phải lọc máu từ 4 năm nay. Theo chia sẻ của Nhật, trước đó em hoàn toàn khỏe mạnh, gia đình không ai có tiền sử bệnh lý liên quan đến thận. Cho đến cách đây 4 năm, Nhật đột ngột bị đau đầu, thị lực suy giảm, không còn nhìn thấy. Sau nhiều kiểm tra tại Bệnh viện Di đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, Nhật được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối và phải lọc máu định kỳ. Sức khỏe suy yếu, Nhật phải gác lại việc học, tương lai vì bệnh tật mà cũng lỡ dở. Lúc suy thận em cũng phải nghỉ học. Hiện Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa đang lọc máu định kỳ cho 415 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Trong số này, 110 bệnh nhân dưới 35 tuổi, chiếm khoảng 28%. Hầu hết những bệnh nhân đều phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, phải lọc máu và rất bất ngờ. Tâm lý em cũng bất ổn lắm, như là khóc gì đó, bệnh, biết bệnh gì là khóc. Suy sụp luôn. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây bệnh suy thận, nhưng đều diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng cho đến khi bệnh nhân tiến triển đến giai đoạn nặng. Bệnh lý bệnh thận mạn triệu chứng nó rất là mơ hồ ở những giai đoạn sớm, cho nên là thường khi nó ở giai đoạn nặng thì nó mới có những cái biểu hiện triệu chứng là lâm sàng bên ngoài, có triệu chứng đi khám thì lúc đó mới phát hiện ra, thì thường là ở giai đoạn nặng, và đấy là nguyên nhân thường xuyên và khi mà đến bệnh viện là ở cái giai đoạn nặng rồi. Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu nhân tạo để duy trì sự sống, chất lượng cuộc sống suy giảm mạnh. Thường xuyên khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh lý liên quan đến thận, điều trị kịp thời để ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng là vô cùng quan trọng. Ba nguyên nhân đó là đái tháo đường, tăng huyết áp cũng như bệnh cầu thận. Thì mà để cho hạn chế mà đến giai đoạn nặng thì đối với những trường hợp, những người có cái bệnh lý mãn tính như vậy thì phải điều trị cho nó thật tốt những cái bệnh lý nền. Cái thứ hai nữa là mình tầm soát định kỳ, hàng năm là phải kiểm tra được chức năng thận định kỳ để mà hy vọng có thể phát hiện sớm. Bác sĩ khuyến cáo phòng tránh suy thận, mỗi người cũng cần thực hiện lối sống lành mạnh, uống đủ nước, ăn uống hợp lý và cân bằng. Không ăn mặn, không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh.